Trung tâm Hiền Miu xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì Hiền Miu đang thực hiện giới thiệu tới quý khán giả một cái combo karaoke trên cặp loa MRX525. Nói về cặp loa MRX525 thì quý khán giả và anh em cũng cơ bản nắm được rồi. Nó thuộc đời MRX500 và thuộc hệ loa bát kép đời cao, sở hữu 2 bát 40 một chép kèn. Và đôi loa này có giải đánh rất là rộng luôn. Và thuộc loa sân khấu biểu diễn của Mỹ rồi anh em nhé. Và công suất của loa, công suất nó đạt 800W, thì trung bình 1.600 và cực đại đến 3.200W. Loa 2 bát 1 kèn anh em nhé. Giải đánh của nó từ 40Hz đến 20K, tức là giải bát sâu của nó là 40, còn giải cao nó là 20K. Đây là một đôi loa được đánh giá là hoàn thiện về giải bát cũng như giải tép cao. Đặc biệt đôi loa này thì với không gian phủ lớn, anh em có thể chơi cho các phòng diện tích rộng vài chục vuông là ok luôn. Và để tạo sự sâu lắng cho combo này thì Miu lại đánh thêm một con súp cùng đời, là đôi con súp MRX518S nữa. Hệ thống dàn máy thì Miu sử dụng một cục đẩy 4 kênh, trong đó sử dụng kênh AB để đánh cho loa 525, và kênh D sử dụng đánh cho súp 518. Vẫn còn thừa một kênh để anh em nào thích chơi lớn nữa, chơi thêm một đôi tăng lở nữa là ok. Một vang số và một bộ micro không dây. Đây là một cái combo đầy đủ để anh em nghiên cứu đầu tư, và mới một mức giá nó cũng vô cùng hợp lý thôi. Nếu mà trong các phân khúc của loa JBL thì có lẽ đánh giá MRX525 là phân khúc giá tốt nhất, hấp dẫn, nhưng chất tiếng đảm bảo hay cho anh em. Thì tại thời điểm này thì MRX525 thì Emil cũng đang có một cặp tuyển chọn long lanh này. Thì cũng xin đưa ra một cái mức giá vô cùng hợp lý để anh em nắm được. Trong buổi chiều ngày hôm qua thì Emil cũng thực hiện bán hai cặp loa MRX515 rồi. Nhưng mà MRX525 nó là đàn anh của MRX525. Nhưng giá thành thì không nhỉnh hơn nhiều. Nhưng chất âm của nó và hiệu quả để sử dụng thì con này hiệu quả hơn rất nhiều anh em nhé. Giá để anh em cặp này 35 triệu. Quá tốt để anh em đầu tư. Hàng bao tuyển chọn zin, vì lôi đôi loa này là đời cao rồi, nên quý khán giả và anh em sử dụng thì quá yên tâm luôn. 35 triệu cho cặp loa MRX525, súp MRX518, kịch khung cho anh em 17.500.000. Đây là để hoàn thiện. Còn cục đẩy, vang số, micro, mức độ đầu tư cho anh em khoảng 20 triệu nữa là hoàn thiện. Thì đây là một cái combo để được đánh giá là đỉnh cao. Anh em nhu cầu đầu tư cặp loa MRX525 này thì quá đẹp luôn. Kể cả không cần chơi super bass đã hay rồi. Rất mong được sự ủng hộ của quý khán giả anh em. Sau đây Hiền Miu sẽ thực hiện test nhạc cho anh em nghe. Hệ thống dàn máy, vang số, mic này bên em thì Hiền Miu toàn lựa chọn sản phẩm cao cấp rồi. Được đánh giá là chất, đẳng cấp và hay anh em nhé. Anh em nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ bên em. Cái này làm cho anh cái này làm cho anh để anh test đoạn karaoke. Đôi này thì không thể chơi được về chất âm và tiếng micro nó anh em nhá. Đây là một cái combo đánh giá là hay và đẳng cấp luôn.
về tiếng micro nó, vì nó là bát kép cho nên là hiệu quả âm thanh nó hơn rất nhiều các dòng loa khác. Ví dụ như các đời như 125, 225 thì không thể ăn được rồi. Em alo xem tiếng mic lên cho. Alo, 1, 2. Ôi, đi. Mic mạnh lắm. Mic quá ngay. Của hai bạn đây, alo. Hay chất đẳng cấp ra nha. Xin quyết. Tình yêu có từ nơi đâu? Em bên một cốc sông cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Bập bùng bạch bạch núi, anh đi xưa miền biên giới, làm quê em đây em chờ. Con sông giá 35 triệu quá, yêu luôn. Suốt đời nước chảy lỡ đơ, tiếng anh ấm như hơi thở. Em nghe để vỡ xuân đời. Hôm nay bây giờ còn về thêm những nâng tiếng cao cấp à? Nâng xe này hay lắm. Thêm con nâng này vào nó để sạch sẽ luôn. Rồi sao? Tình yêu có từ nơi đâu? Em bên một cốc sông trên bàn cao cấp. Sao trời lọt qua mắt đây, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm tạo nghiệp. Hôm nay anh em chơi cho phòng 5-6 em vuông, kể cả thích cả bác ở sân chơi luôn. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đâu cần mà dần dối. Bốn tải ba như mới rồi. Nhà xa mặt trời càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ đôi em, đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu có từ đôi anh, lửa rừng bập bùng bạch núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.